Con trai chỉ là thi không tốt. Tôi đã đập nát món đồ chơi yêu thích của nó và luôn ép buộc nó phải học, thậm chí không cho nó ra ngoài chơi. Cuối cùng con trai không chịu nổi nữa, đã chọn bỏ nhà ra đi, nhưng lại chết trên đường đến sân bay. Tôi sau khi biết tin thì đau lòng muốn chết. Mà tất cả những điều này đều không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của Dương Vũ. Bề ngoài Dương Vũ hiếu thuận ngoan ngoãn, nhưng âm thầm lại luôn hãm thúc tôi. Cuối cùng còn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Cho đến lúc sắp chết tôi mới biết được, hắn ta vậy mà có thể nghe được tiếng lòng của con trai tôi. Và cố ý xúi giục mối quan hệ giữa tôi và con trai để được thừa kế tài sản trong tay tôi. Mở mắt ra lần nữa, đã quay trở lại thời điểm mắng mỏ con trai. Trong lòng mẹ chỉ có điểm số thôi sao? Điểm số không tốt thì không xứng đáng làm con trai của mẹ nữa sao? Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy. Thật ra anh ấy là... Không cần phải nói nhiều với nó như vậy. Dù sao trong mắt lại người như nó, tôi thi không tốt đã là tội chết rồi. Cho dù nói với bà ấy là tôi nhìn thấy em gái ngất xỉu, vội vàng đưa em ấy đến phòng y tế nên mới thi không tốt, thì có ích gì chứ? Người phụ nữ này coi trọng điểm số hơn tất cả, hoàn toàn sẽ không tin. Đây là bài kiểm tra cực kỳ quan trọng trước kỳ thi đại học. Vậy mà bởi vì sự xúi giục của đứa con gái dẫn đến mối quan hệ mẹ con rạn nứt. Nhìn tôi trừng mắt với con gái nuôi, Diệp Như Yên cảm thấy tôi không thể lý giải nổi. Sao thế? Chẳng lẽ em gái nói giúp anh hai câu cũng bị mẹ giận cá chém thớt sao? Đứa con trai ngốc nghếch của tôi, mặc dù tính tình bướng bỉnh nhưng đối với đứa em gái này lại rất tốt. Nếu không cũng sẽ không bị nó lợi dụng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng còn bị nó sắp xếp cho chiếc xe tải, tống chết trên đường rời khỏi nhà. Tất cả những điều này đều là lúc sắp chết ở kiếp trước. Diệp Như Yên đã tự mình nói cho tôi biết. Còn cả bài kiểm tra lần này nữa cũng là do nó giả vờ ngất xỉu hại con trai tôi thi rớt. Sắp thi đại học rồi, mẹ đã nói rồi, mỗi bài kiểm tra đều rất quan trọng đối với con. Thì rớt mẹ có thể không so đo, nhưng con phải giải thích rõ ràng cho mẹ tại sao thi được một nửa lại bỏ chạy. Con bình thường có suy nghĩ của riêng mình, cái gì cũng không muốn nói với mẹ. Mẹ cũng sẽ lo lắng cho con, sợ tôi dịu giọng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, trong lòng cũng âm thầm hối hận. Vừa rồi có phải cậu đã quá đáng rồi không? Đúng lúc cậu đang do dự có nên nói ra hay không. Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy, đều là lỗi của con. Lúc khi con đã ngất xỉu, anh hai lo lắng cho con nên đưa con đến phòng y tế, nên mới lỡ mất bài thi. Nếu đã như vậy, tại sao lúc đầu con không nói? Thằng nhóc này chính là cố ý giận dỗi tôi nên mới không giải thích. Tôi của kiếp trước chẳng phải cũng vậy sao? Nén giận tranh cãi với nó, kết quả là cả hai đều bị tổn thương, ai cũng không được lợi lộc gì, lại bị tên sói mắt trắng chiếm hết tiện nghi. Kiếp này hai mẹ con chúng ta đều nên học cách giao tiếp cho tốt. Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, con nhất định phải nhớ nói rõ ràng với mẹ. Chẳng lẽ trong mắt con mẹ lại là người không phân biệt đúng sai, sẽ trách mắng con mà không cần biết đầu đuôi câu chuyện? Bài kiểm tra lần này coi như xong, lần thi thử tới phải thi cho tốt, biết chưa? Diệp Thần luôn cảm thấy Tô Mặc chỉ coi trọng điểm số mà không quan tâm đến cậu. Lúc này mặc dù ngoài miệng gật đầu nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống. Nếu con có thể thi tốt, đây chính là phần thưởng của con. Tô Mặc lấy từ trong túi sách ra một tấm vé, là vé xem giải đấu mô hình máy bay mà Diệp Thần lẽ ra đây là phần thưởng cho bài kiểm tra đạt kết quả tốt ở kiếp trước, nhưng vì hiểu lầm nên cuối cùng cũng không đưa được cho cậu. Diệp Thần sững sờ, có chút không dám tin vào mắt mình, cầm lấy xem xét hồi lâu. Thật sao? Vé đều đã ở trong tay con rồi, mẹ con gạt con được sao? Cảm ơn mẹ. Diệp Thần kích động tiến lên ôm lấy Tô Mặc. Mối quan hệ mẹ con đã rất lâu rồi không được hòa thuận như vậy, chỉ có Diệp Như Yên đứng bên cạnh, bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi. Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi, vất vả là mới hòa giải với mẹ được một chút. Hay là cuộc thi cuối tuần này thôi, không đi nữa. Tô Mặc, mau đến công ty một chuyến, có một tài liệu rất quan trọng cần cô xử lý, nửa tiếng nữa phải có mặt, trễ giờ trừ lương. Như Yên, công ty có việc gấp, mẹ cần phải ra ngoài một chuyến, con nhắc nhở anh con một chút, đừng quên buổi gặp mặt ngày mai. Vâng ạ. Anh hai, anh đăng ký thi đấu mô hình máy bay này sao? Giỏi quá, nghe nói họ tuyển chọn người tham gia rất nghiêm ngặt. Đăng ký đại thôi mà, ngày mai mẹ nói có việc đưa con ra ngoài nên không tham gia nữa. Vậy thì tiếc quá. Mẹ đưa con ra ngoài chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu nhỉ. Hơn nữa, mẹ vẫn luôn cho rằng anh chơi mô hình máy bay là không lo học hành. Nếu lần này có thể giành chiến thắng trong cuộc thi, nhất định sẽ khiến mẹ phải nhìn anh bằng con mắt khác. Anh hai, anh cứ đi đi, mẹ bên kia cứ để em giải thích. Đứa con trai ngốc nghếch của tôi ơi, lý do để con đi cùng mẹ là muốn con gặp gỡ các vị nguyên lão của công ty, cũng là bạn bè lâu năm của bố con. Mà chuyện này, từ rất lâu trước đây mẹ đã nói với Diệp Như Yên rồi. Ngày hôm sau, Diệp Thần thu dọn đồ đạc, lợi dụng lúc Tô Mặc còn đang ở trong phòng chuẩn bị đi tham gia cuộc thi. Cậu đứng ở phòng khách do dự mãi, hay là nói với mẹ một tiếng. Nếu anh nói với mẹ, bà ấy sẽ không cho anh đi đâu. Em sẽ giải thích với mẹ giúp anh. Anh hai, đi nhanh đi. Ia, ha ha ha.